Dạ đúng rồi. Bé hai đi với có anh rồi đúng không? Anh Dạ với đúng rồi. em. Anh Cha mình đi cũng đỡ hè. Nhưng mà vẫn muốn. Không biết đến khi nào hết mụn. thấy vậy thì Nhiều khi hết vậy thì vẫn còn lên. Hết vậy thì là già. Chị ngôi già. Mình em muộn quá dễ năng. Mẹ đó rồi bé. Nhà mẹ về rồi. Mẹ không gội đầu. Như lấy áo rồi. Vui. Có lỗ luôn. Cảm ơn.
Không, cái mũi của con, đừng chặn cái mũi. Rồi rồi. Alo. Alo. Ừ. À, chị nghỉ chứ chị? Chưa em. À, em có chị em mua em mình. Ok, ok em qua đi. Nghỉ chứ chị? Chị nghe em. Alo. À. Chị ơi, bên kia có ai cho bên em bớt được không? Bên em chỉ còn 7 người đợi lận mà có 3 người làm chứ mấy. Lấy nghĩ à. Ai dạ. Để chị coi, chị cho ai đó qua. Dạ. Chạy qua liền á. Dạ, chờ dạ. Đứa mồi nhà mới qua cho nhanh cha nha. Mày rủ một đứa mua ra đi nè đi. Thì rủ đi. Đi đi liền luôn đi chứ không 7 người chờ luôn. Ngài Niên Lý nghĩ cha. Đây. Ok em. Ngồi banh càng đi đây mới làm được. Nụ mà đang thui.